Dám xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Hôm nay là vào buổi sáng ngày 31 tháng 10 năm 2024 quý vị, ngày cuối cùng của tháng 10 rồi. Như vậy là sắp đến Tết rồi quý vị ơi. Hôm nay thời tiết Nha Trang cũng khá là đẹp và mới sáng sớm thì trời cũng nắng rất là rực rỡ luôn. Mấy ngày này thì trời nắng đẹp lắm. Vào giữa trưa đó, cái nắng nó cũng rất là nóng nha quý vị. Hôm nay có vẻ như Nha Trang ít mưa hơn và mưa đến muộn hơn so với mấy năm trước. Không biết tình hình thời tiết như thế này là tốt hay là xấu vậy ơi. Thường thì nếu mà nó mưa rải rác đều á thì nó cũng đỡ hơn. Bữa nay vẫn chưa mưa thì không biết cuối năm nó có mưa liên tiếp thì rất là khổ luôn quý vị. Hy vọng thời tiết nếu như mà thực sự năm nay mưa ít hơn thì nó cũng khá là tốt, đỡ phải lo mấy cái cảnh ngập lụt quý vị. Thì thường mỗi năm đến tầm khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12 dương quý vị là nó mưa tầm tã, mưa liên tục cho 3-4 ngày là coi như là mấy cái hồ chứa nước nó đầy là phải xả lũ, là ở khu vực đây sẽ ngập. Con đường 23 tháng 10 đoạn này thì nó không có ngập vì đi ngược lên á, ngược lên Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh rồi lên trên á là sẽ ngập hơn. Đoạn này thì nó không có bị ngập. Đoạn này trở về xuống dưới phố đường 23 tháng 10 á vẫn lưu thông bình thường. Còn đoạn từ cây số 5 vị thuộc địa phận của xã Vĩnh Thạnh á trở lên Vĩnh Trung, lên Diên An, Diên Khánh rồi á là ngập, coi như là đường 23 tháng 10 chia cắt luôn. Còn đây là thuộc xã Vĩnh Hiệp. Trước mình vì là ngã ba cây dừa, để phải là hướng đi Vĩnh Thái vậy. Ở đây là những hình ảnh của cây cầu dứa. Trong video ngày hôm nay em sẽ mời cô chú các bạn cùng khám phá một cái quán ăn ở gần khu vực cây cầu dứa này nha. Ăn cũng khá là ngon á. Mọi người cùng vào bên trong để tham quan cái quán này. Chúng mình quý vị là những hình ảnh của cây cầu dứa này quý vị. Hướng này đi vào cái quán nhậu xấu dân nè. Rồi răng hàm mặt bác sĩ nè. Rồi ở đây có một cái quán bún cá vậy, bún cá Vân gốc Ninh Hòa nè. Quán kiểu ở trong nhà bán tận dụng cái mặt bằng ở nhà nha, nhưng mà khách ăn cũng đông lắm vậy, và cái vị trí cũng khá là thuận lợi á, nằm bên cạnh cầu dứa, ở phía dưới, ở bên trong mé con đường, ở bên trong ở địa chỉ số 512 của đường 23 tháng 10 này. Ở đây có các menu bún cá bánh canh nè, rồi bún cá dầm nè, lường này, chả này, lòng này, trứng này, gân này, rất là đầy đủ luôn. Tô em bé là 15, rồi 10 cũng có, rồi tô bình thường cũng có 25, 20, tô đầy đủ là 35, 30, món thêm nè. Có sứa là 10.000 một chén nè, chả là 10.000 một dĩa nè, thêm món là 10k một chén nè. Ở địa chỉ số 512 đường 3 tháng 10 nha, bên cạnh cây cầu dứa luôn quý vị. Ở hướng này cầu dứa là đi lên Thành, lên Diên Khánh đó. Quán nằm đối diện xéo xéo bên đối diện cái cổng dịch vụ của hãng xe Đường Hải, Thaco Auto này. Đây, bên cạnh quán vịt cầu dứa nè, vịt hùng cầu dứa nữa nè. Đây là một cái con đường đi xuống. Quán nằm gần ở đây, nhà cũng đẹp rồi. Ở nhà này trồng mấy cái hoa này đẹp ghê luôn này. Có cái hoa gì tím tím đẹp luôn. Hồng nó tới cũng mặt quá trời luôn nè. Thank you.
quán nó bán ở trong nhà nha mày. Đây tô này bún, em không ăn bánh canh, em ăn bún này, bún cá nè, bún cá Ninh Hòa với chả cá nè mày. Đi xuống với bà chị vô đây nè. Mình bỏ rau nữa mày, đây rau nè, rau ăn bún nè. Nó muốn chanh nha, nặng chanh vào nha. Chanh ăn ra chua chua ngon. Một số người ăn chanh ăn chua không được thì bỏ nhỏ thì là. Em bên đây nhìn thấy tập yoga thấy người thấy nó ghét gì nha. Nó còn con thiệt nên người thấy tuy nó không ăn ớt nhưng mà điều con cái là thấy nó khác. Ai ớt này mày da dĩa rồi nó không khác nữa chị, em tập đi dù đâu em khác ớt cho xí ớt vào rồi. Này gì đây, củ này là củ gì đây, hình như là mắm tôm hay sao, mắm hay gì. Đây là nước mắm. Nước mắm nè. Ai thích dùng nước mắm thì dùng. Mắm này là đã qua chế, còn có cái mắm này là chưa qua pha chế. Cá này chả nè, chả cá đặc sản Ninh Hòa nha, bún của chị Vân. Ở quán bán chuyên bún cá, đây là bún cá Ninh Hòa hả chị, nổi tiếng hả? Dạ. Ủa cá này là cá gì vậy chị? Còn có cá cờ này. À cá cờ. Cá ngừ đại dương á. À lường. Lường cá ngừ đại dương đúng không? Dạ. Có trứng nè, có lòng nữa. Đây là trứng cá gì? Trứng cá ngừ đại dương á. À trứng cá ngừ đó. Có lòng nữa luôn. Rồi đầy đủ luôn đó. Đó hấp dẫn lắm. Đó. Thì những cái người nào mà thích ăn mấy cái món lòng trứng rồi đây nè, ghiền lắm luôn này nha. Đây là con cá nè. À, con cá nữa. Cá cờ nó không có gân mà là cá bầu gù thì có gân. Dạ. Cái gân của nó lại nằm ở tầng vai nơi nó cổ á. Dạ. Gân cá. Dạ cá. Cá cá này, cá ít chứ là cá chiên. Cá này là cá gì chị? Cá đỏ tung với em ạ. Dạ. Cá đỏ. Còn đây là sứa. Sứa là chị lấy lên một ít, đây là chị làm khi nào mà thấy hết thì lấy nữa. Sứa này nó giòn phải không chị? Giòn ngon, nói chung là đầy đủ luôn. Rồi rồi, bún cá, chả cá rồi lòng cá rồi trứng cá. Trên bảng giá này có bao nhiêu là? Dạ, có hết. Là mình có cả bánh canh hai món, bánh canh và cúng bún. À bánh mì. À bánh mì ăn với bún chả cá luôn, chấm. Dạ. Đó chị trang trí gọn gàng sạch sẽ lắm nha quý vị. Chị Vân, chị là chị Vân luôn à? À chị Vân nha. Vân bún cá Ninh Hòa nổi tiếng, đặc sản chả cá Ninh Hòa các vị. Còn rau hả? À, rau sắc ém hả? Sắc ém là sắc mỏng của em à? À sắc mỏng. Mỏng. Em gọi là sắc ém. Rau ghém. Rau ghém. Nó có rau thơm với lại mé trắng nữa. Dạ. Rau thơm mé trắng nè. Ăn nó nồng lên là nó có bị tanh. À đúng rồi, đúng rồi. Ăn với bún cá là phải có é trắng hơn. Đó. Thì làm nó gọn gàng sạch sẽ nha, bán trong nhà các vị, nằm ngay cầu Dứa luôn nha các vị, 52 đường 3 tháng 10. Dạ, ngay cầu Dứa luôn, đối diện với trường Hải ô tô nha. Đó. Quán chỉ bán trong nhà rất là gọn gàng sạch sẽ, đây là view quá đẹp luôn. Dạ đúng rồi đó. cái con đường nó nằm mé bên trong nên rất là thuận lợi. Đây menu nha mày. Đó,
Đó, view mình ngồi nha, view rất là đẹp. Đó, qua bên kia là ô tô Trường Hải nè các vị. Đó, hướng đi về phố nè. Còn nằm mé bên này là cầu Dứa nè, hướng của cầu Dứa đi lên ngã lên cây số 5 cũng như là đi lên Diên Khánh nữa vì Khánh nha. Đó, nhà của chị á vậy quý vị, quán ở ngoài nhìn vô sạch sẽ lắm nha quý vị, ăn cũng ngon, nói chung là vừa sạch sẽ nè, vừa ngon nữa nè. Quán bán vừa sạch sẽ mà cái vị ăn cũng ngon, nó cũng có cái vị ngọt ngọt. Nó nằm bên con đường này thuận lợi lắm, view đẹp lắm luôn em thấy không? Đó, chị nói view đó đẹp đó. Vâng, bún cá góc Ninh Hòa nha. Chụp hình của cô chú chị các bạn, đây là những hình ảnh của ngã tư Đà Lạt các vị. Em đang đứng trên con đường này là Võ Nguyên Giáp, đại lộ Võ Nguyên Giáp. Đi thẳng qua hướng bên kia là thuộc con đường quốc lộ 27C, hướng đi lên Khánh Vĩnh, huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa, đồng thời cũng là cái hướng quốc lộ 27C đi thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng, lên khu vực của qua đèo Khánh Lê là đi hướng đi Đà Lạt. Đây là cũng là một trong những con đường được mệnh danh là con đường kết nối giữa thành phố biển và thành phố ngàn hoa. Còn quý vị rẽ bên tay phải là hướng sẽ đi qua trung tâm của thị trấn Diên Khánh, cũng như là hướng sẽ ra ngã Ba Thành, ra quốc lộ, rồi hướng đi ra Bắc. Còn hướng bên tay trái vị đây là hướng sẽ đi vào Nam. Thì lúc trước ngay bên tay phải vị, phải trái là con đường quốc lộ cũ quý vị, con đường quốc lộ lúc trước bây giờ nó là con đường chỉ dành cho ở bên trung tâm thị trấn thôi. Thì hiện tại xe, nhưng mà xe lớn cũng đang chạy rất là nhiều, bởi vì cái đoạn con đường cải lộ tuyến mới á, con đường quốc lộ mới thì đang được nâng cấp cái đoạn từ Quảng Nhi Giáp chạy ra giao lại với quốc lộ cũ, cho nên là xe bây giờ lưu thông hướng này nhiều. Hướng từ Nam đi ra Bắc thì xe sẽ lưu thông trên con đường, tạm trên con đường này, để con đường kia đang thi công đó, lưu thông có một chiều thôi. Đó, bên kia là nhà xe Liên Hưng. Hướng này là hướng Tây nè, chính diện hướng Tây. Phía trước là con đường quốc lộ 27C giao với con đường quốc lộ cũ. Đồng thời quý vị di chuyển thẳng trên đường quốc lộ 27C cũng là cái hướng sẽ đi vào cao tốc, cái lối dẫn vào cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Hướng này về là trung tâm của thị trấn Diên Khánh. Và đây là những hình ảnh của đường đại lộ Quảng Giáp nè, hướng từ ngã tư Đà Lạt đi xuống trung tâm thành phố quý vị, chạy tới một đoạn nữa là bên tay phải là cái bến xe liên tỉnh phía Nam mới của Nha Trang. Chạy tới phía trước xíu nữa là tới ngã tư giao giữa đường đại lộ Quảng Giáp với con đường cải lộ tuyến mới. Con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp này, hướng này đang di chuyển là đi về trung tâm của thành phố Nha Trang. Và đoạn này bên tay phải á, chú anh chị các bạn, là bến xe liên tỉnh phía Nam mới
Nha Trang. Bến xe phía Nam cũ lúc trước nó nằm ở km số 6 trên đường 3 tháng 10 thuộc địa phận của Đà Vĩnh Trung. Cho nó đóng cửa rồi. Còn đây là bến xe phía Nam mới nè. Bến xe liên tỉnh. Bến xe này cũng rộng rãi lắm và xây cũng kiểu rất là đẹp. Nhìn nó hiện đại hơn, nó bài bản hơn so với bến xe phía Nam cũ. Và trúng hình vì là giao giữa con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp với con đường Cải Lộ Tiến mới, vì về phải là hướng đi vào Nam, về trái là đi ra Bắc. Nhưng mà cái nhánh phía bên tay phải vì là đang đang làm đường, sửa lại đường, cho nên là chỉ di chuyển xe chỉ di chuyển hướng Nam thôi, còn hướng Bắc không có di chuyển theo con đường Cải Lộ Tiến này mới này được. Nghĩa là bây giờ quý vị không thể rẽ bên tay trái để mà đi qua hướng ngã ba Thành được, mà phải đi vòng lại qua lại con đường quốc lộ cũ trước á, bây giờ là con đường Lạc Long Quân, tâm thị trấn Diên Khánh đó vị. Còn đi thẳng này vì sẽ đi tiếp xuống phố trên xuống trung tâm của thành phố Nha Trang trên đại lộ Võ Nguyên Giáp. Bây giờ muốn xe muốn ở vị trí này mà muốn đi qua đường 3 tháng 10 á, bắt buộc phải đi vòng lại qua Lạc Long Quân hướng đi qua Diên Khánh, chứ không có thể rẽ trái đi qua bên kia của đường Cải Lộ Tiến mới được. Họ đang phân luồng giao thông để mà sửa chữa làm lại cái tuyến đường ở đoạn gần này bên tay phải nè vị. Đây là con đường Lạc Long Quân này bây giờ qua thị trấn Diên Khánh. Lúc trước là khi mà chưa có cái con đường Cải Lộ Tiến lúc nãy á, chưa có con đường đi qua ngã ba Thành và ngã tư bây giờ cầu vượt bây giờ, thì xe chạy hướng Bắc Nam đều qua đi qua con đường này. Con đường này là con đường quốc lộ cũ rồi vậy, và bây giờ thì nó thuộc con đường Lạc Long Quân qua trung tâm Diên Khánh. Khi mà có ngã ba Thành thành ngã tư, ngã ba Thành thành ngã tư và cây cầu vượt đó, thì xe Bắc Nam là đi trên đó, còn tuyến đường này là không đi nữa. Hiện tại là công trình đang thi công cho nên là phân luồng một chiều vậy, giống như hướng từ Nam đi ra Bắc là chạy trên con đường này tạm, hoặc hướng từ Bắc đi ra Nam thì sẽ đi trên con ngã ba Thành trên cầu vượt.
Ngay vị trí này bây giờ nó là một thành một ngã tư rồi, lúc trước nó là chỉ là ngã ba thôi. Ngã ba rẽ bên tay trái vì á là con đường Nguyễn Trãi của Diên Khánh hướng đi lên nhà thờ Hà Dừa đó vậy. Còn bên tay phải lúc trước là chưa có con đường, và đây nó cũng đã mở con đường mới rồi. Đoạn bên tay phải là cũng là Nguyễn Trãi nhưng mà con đường mới, nó rất là rộng đẹp và nó kết nối ra con đường quốc lộ 1A luôn á, con đường cải tiến mới bây giờ vậy. Khánh ngày nay thì cũng mở rộng rất là nhiều những tuyến đường mới và thông một số cái tuyến đường để đi xuống trung tâm thành phố Nha Trang. Ở khu vực đây là con đường Lạc Long Quân của Diên Khánh. Bên tay trái là hướng đi vào chợ Thành rồi đó. Đây là khu vực trung tâm của Diên Khánh này. Phía trước là mọi người hay gọi là ngã ba, vì ngã ba của cây xăng chất đốt. Để trái là hướng đi vào vào cái cổng thành rồi đó. Còn di chuyển tiếp trên con đường Lạc Long Quân này là vì sẽ ra ngay chỗ ngã ba Thành, bây giờ là ngã tư Thành. Nối dài của con đường Lạc Long Quân này là đường 23 tháng 10 hướng đi qua cây dầu đôi nữa, vì hướng đi xuống phố thành phố Nha Trang. Phía trước mình vì là ngã ba Thành này, bây giờ là ngã tư rồi. Trước là bên tay phải á, là không có con đường, bây giờ nó mở thành một cái cầu vượt nữa thì thành ngã tư. Bên phải là hướng đi vào Nam, bên trái là hướng đi ra Bắc nè. Đi thẳng là đi xuống phố thành phố Nha Trang trên đường 23 tháng 10, qua bên kia là thuộc đường 23 tháng 10, và phía từ xa vì có thể thấy được đó là cây dầu đôi luôn á. Trước hình vì là cây dầu đôi, một trong những cây di sản của tỉnh Khánh Hòa, và bên cạnh của cây dầu đôi này đó là miếu Bình Tây Đại tướng Tịnh Phong. Cái miếu của Bình Tây Đại tướng Tịnh Phong nằm ngay vị trí này, một trong những cái miếu cũng rất là linh thiêng và có những câu chuyện tâm linh hồi xưa về cái cây dầu đôi cũng như là Bình Tây Đại tướng Tịnh Phong miếu đó vậy. Còn cái mộ của Bình Tây Đại tướng Tịnh Phong bây giờ là nằm ở dưới con đường Cầu Bè gần cái đình Phú Vinh đó. Bên hông của đình Phú Vinh đi vào là ngôi mộ của Bình Tây Đại tướng Tịnh Phong, ở dưới đó ở trên này là cái miếu gần cái cây dầu đôi. Bình Tây Đại tướng Tịnh Phong là một cái vị tướng thời khởi nghĩa Cần Vương đó vị, ông cùng với Trần Đường này, Nguyễn Khanh này, mệnh danh là Khánh Hòa Tam Kiệt. Đoạn này hai bên là thuộc địa phận xã Diên An của huyện Diên Khánh ngày nay, trên con đường 23 tháng 10. Ở khu vực đây thì đường 23 tháng 10 đoạn này của Diên An Diên Khánh đó, thì nó không có cái số nhà này, mình không có số nhà. Qua cầu Ông Bộ thuộc địa phận của Nha Trang đó, thì nó mới có số nhà của đường 23 tháng 10. Ở đây thì mọi người hay gọi là cây số 7, số 8.
từ khu vực này đi xuống thành phố Nha Trang, trung tâm phố Nha Trang thì 8 đến 10 cây số nữa. Con đường 3 tháng 10 này nó cũng khá là đẹp. Hai bên là những căn nhà ở đây thì đa số là kinh doanh buôn bán. Con đường này rất là rộng, mỗi bên là 3 làn đường, là 2 làn đường ô tô. Và chính giữa là một cái dải phân cách cứng, có trồng hoa chăm sóc rất đẹp. Thì lúc trước con đường 23 tháng 10 này cũng là con đường quốc lộ, vì trước mà xe có thể lưu thông đi vào trung tâm của thành phố Nha Trang thì đây cũng là con đường quốc lộ. Bây giờ thì nó thuộc quốc lộ 1C. Đây là con đường cửa ngõ phía tây của thành phố Nha Trang. Giờ khu vực phía tây của Nha Trang cũng đang rất là phát triển, mở rộng để tương lai thành phố lên trung ương, phố trung ương. Chúng mình vì là cây cầu ông bộ nè và cái cổng chào. Đó, qua bên đây cầu ông bộ, qua cổng chào là thuộc địa phận của thành phố Nha Trang. Ở đây thì thuộc các thôn Võ Giỏng nè, Võ Cạnh nè, Võ Khang nè, của xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang. Ngày nay đây những người di chuyển tiếp sẽ xuống phố tầm khoảng 6 cây số nữa. Đây là thuộc vào xã Vĩnh Trung của mình. Con đường 23 tháng 10 ngay vị trí của siêu thị Mega và bến xe phía Nam cũ. Này, bến xe phía Nam cũ này vậy, bây giờ không còn hoạt động nữa, giờ chuyển lên bên con đường Võ Giáp rồi, bến xe liên tỉnh phía Nam mới. Đây là bến xe cũ, trước là 10 km số 5 đường 23 tháng 10.